Ok. Ôi, cảm ơn mẹ. Ngoan quá nè. Our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings. Hả? Mẹ mời về ăn em. Mẹ mời về. Muốn người quen nhá, em lấy ra đi. Em lấy ra nào. Mời lên. Dê nào, dê nào. Yeah, mời các em ăn này. Các em dưa hấu ngon đấy nhỉ. Yeah. Ngon. Ủa, rồi các em dưa hấu của mẹ ăn rồi. Mẹ cầm hộ nhá, em ăn đi. Em ăn đi. Ăn đi. Ăn đi, mai được ăn quay khác nhá. Mẹ mời Ben ăn cơm rồi. Em ăn đi nào, có ăn cơm tối không? Miệng nào. Lá miệng nào. Chú vừa lắc đầu em nhớ chưa? Chú lắc đầu nhớ chưa? Chú vừa lắc đầu kết quả như nào nhớ chưa? Nhá, ăn đi, ăn ngoan đi nhanh lên. Thấy chú bị lắc đầu chưa? Ừ, chú lắc đầu. Cháu gật đầu luôn này, cháu gật đầu luôn, gật đầu. Ok. Cháu gật đầu luôn vậy. Xin mời quý khách ngồi im nha. Tiệm bắt tóc bà Hằng Mami này. Hôm nay tôi ưu đãi quý khách có 5.000 một lượt rồi nha. Cho trả góp đến 18 tuổi được chưa? Ok không? Ok. Tiểu đầu ok. Tiểu đầu bắt úp nha. Hư. Tại sao lại lấy tiền của mẹ hả? Nhờ, đánh mẹ cái nữa. Hư. Hả? Mẹ gì? Mẹ mời Ben ăn kẹo. Mẹ mời Ben nhiều kẹo thế nhở. Mời Ben, Ben nào mẹ ăn chưa? À to lắm. Ui ôi ngon thế nhở. Ben ơi, kẹo này làm từ củ cải. Củ cải đấy. Ngon không con? Ngon, thế con ăn hết đi nhá. Cháu khoe bằng việc đấy. Kẹo ngon nhở? Ngon. Nào mẹ vẽ con nữa rồi, kêu chít chít này. Nào mẹ vẽ theo tính cộng nhá. 1 cộng 2 bằng nào ba này, bằng ba này. 3. Các bạn ơi, tờ con chuột này đẹp không? 1 cộng 2 bằng 3. Chuột đây này, đuôi của chuột này. Bên tay là công tay hay 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 là
Kiếm cái thuốc hả cô Bèo? Ờ Ben ơi, thuốc quá. Mẹ mời Ben ăn dưa hấu. Nào để mẹ cắt lại nha, mẹ cắt lại. Mẹ cắt lại. Yeah. Mời Ben. Ben ăn miếng này, mẹ ăn miếng này nhá. Hả? Mẹ ăn miếng này á? Thế Ben ăn miếng nào? Ồ, mình Ben ăn miếng to đấy á. Cắn miếng to thế nhỉ, Ben cắn miếng to thế nhỉ. Ôi trời ơi, Ben cắn miếng to thế, cho mẹ ăn miếng nhỏ này á. Mẹ xin một đúng một miếng giống quay kem thôi, được không? Cho mẹ xin miếng. Mẹ xin đúng miếng bé tí. Nhưng miếng này mẹ ăn thôi, cho mẹ miếng này bé tí. Ông cho. Miếng này hết rồi. Xin cho ba mở ra vậy. Ai ơi mà. Ai ơi mà. Nào dậy để mẹ quét nhà nào. Hả? Rồi vào nằm tiếp đi. Nằm xuống đúng chỗ đấy. Nè mẹ đắp nằm này. Em vừa đắp vừa ăn à? Mẹ đắp cho mẹ nhá. Mát mà. Ôi, em làm tí này. Đang làm hết người mẹ này. Đẹp á? Bán người mẹ này mà đẹp á? Hả? Có đẹp không? Mẹ mời Ben ăn kem. Mẹ mời Ben ăn kem. Con làm vậy chưa? Làm vậy chưa? Ôi, mời Ben. Mời Ben. Mời kem các bạn ơi, con ạ to nào. Ạ nào. Ôi, ngon thế nhỉ. Kem ngon không con? Ngon nhỉ. Kem này làm từ củ cải đấy. Củ cải. Ui, kem này bóc được luôn. Ôi. Kem này bóc được cả bạn ăn luôn. Miệng bè rộng thế nhỉ. À hôm nay mẹ làm con cá mập với chim cánh cụt cho con đấy. Cho mẹ xem chiều bé ngoan của em nào. Ồ, đưa ba. Ôi, ba cảm ơn. Ồ, hai con chim cánh cụt liền. Của bé một con, của mẹ một con nhá. Vâng. Vâng. Chim. Đi. Cánh. Cánh. Cụt. Bư. Đếm lại giúp mẹ hàng nào. Bốn á? Ba đâu? Thế ba đâu? Ơ? Ba đấy à? Thế vây của cá mập đâu? Vây của cá mập đâu? Đứng rồi. Đứng rồi. Mở khóa đâu. Đây, Ben mời mẹ một miếng đi Ben. Cho mẹ một tí thôi mà. Mời mẹ miếng không chảy mất nhỉ? Mời mẹ một miếng không chảy mất được. Ăn luôn bảo. Ben mời mẹ một miếng đi nào. Ai ơi mà. Ai ơi mà. Chưa. Ôi ơi, Ben
Em mới mua cho nó bộ yếm với cả bộ đũa đây anh ạ. Rất là an toàn cho trẻ nhỏ, không có BPA mà dễ đắp được cục luôn. Đấy, yếm cũng thế, rất an toàn cho trẻ em. Mẹ ăn một miếng nhá. Mẹ xin một miếng nhá. Ta xin. Em phải cầm tay để gắp bánh bao lên đưa miệng bên nhá. Nào. Đấy, nào, đưa miệng bên nào. Ôi, xin lỗi, ngon đi. Tự gắp một cái nào. Cố lên, cố lên. Đưa lại, cố lên. Nào, cho miệng nào. Ôi, hoa nó. Yeah, yeah, nào. Yeah. Cháu trai thấy bà bị say nắng. Đập con muỗi, đập con muỗi. Thấy chưa? Con muỗi thấy. Muỗi đốt Ben bị ngứa. Muỗi đốt Ben bị ngứa đấy. Con muỗi đốt Ben bị ngứa ấy, đúng rồi. Này, ăn này, đau bụng này. Ai ủa, đau bụng quá. Ai ủa, mẹ bị đau bụng đấy. Đấy, mẹ ăn thanh long nhặt dưới đất là mẹ bị đau bụng đấy. Đau bụng, ai ủa, đau bụng lắm. Em không được ăn dưới đất nhá. Nghe rõ chưa? Vâng ạ, chưa? Nào khoanh tay vâng ạ, mẹ hàng nào. Vâng ạ. Mẹ làm rơi miếng thanh long rồi, bên nhà hộ mẹ vứt đi với. Bẩn rồi vứt đi hộ mẹ. Cảm ơn Ben. Sờ tay ập quạt là bị đứt tay. Đứt tay giống như củ cà rốt đây này. Ben nhìn nhá. Ben nhìn củ cà rốt này. Củ đấy. Thế rồi, gãy rồi. Thế từ nay Ben có dám nghịch tay sờ tay ập quạt không? Không nghịch quạt nữa ạ. Vâng ạ, chưa nào. Vâng. Vâng. Không nghịch quạt nữa mẹ ạ. Ben từ đã. Ben ơi, Ben ơi. Bây giờ Ben chưa biết là ai, Ben đừng mở cửa vội nhá. Mẹ khóa cửa vào đã, từ đã mẹ. Mẹ hướng dẫn này, mẹ bảo này. Ben chưa biết là ai, đây là người lạ. Người lạ bấm chuông là lần sau Ben không được mở cửa nhá. Vâng ạ, chưa? Vâng ạ. Dạ. Mở cửa cho người lạ nhá. Ben bảo vâng ạ. Nào, Ben khoanh tay vâng ạ. Dạ. Cho bạn Ben ăn cơm nhá. Mẹ mời Ben. Mẹ mời Ben. Nhờ, không cho. Của mẹ mà. Đĩa xoài của mẹ mà. Mẹ bóp tay cho Ba Nguyên. Bóp tay của Ben nữa, tay Ben nữa. Bóp tay của Ben nhá, được không? À đây nhỉ. Đấy, muốn người của Ben nhỉ. Cái này là đồ ăn nhanh của người lớn đấy. Ben không ăn được, thế mẹ chuẩn bị cho Ben một phần khác nhá. Thế mẹ chuẩn bị cho Ben một phần nữa của trẻ em nhá. Thank you.
Và xin mời quý khách nha. Chúc quý khách ngon miệng nhé. Ngon ở bên nhở? Hơi bị healthy luôn nhở? Hamburger bánh bao hơi bị healthy. Rồi tí mẹ ăn. Và bây giờ mời bạn Ben ăn khoai tây chiên phiên bản Chào Ben. Đi ngủ nào, buồn. Đi ngủ, buồn ngủ rồi. Nào, buồn. Mẹ ngủ trước đây này. Con xin lỗi áo đi. Ai ốt mà. Em đang làm gì đấy con, ngủ trước đây. Ôi ôi, ai thả hết tô chơi bằng rượu ông như này. Hả? Ui giời ơi, căn bản như này thì ông còn đi còn rượu uống nữa. Đó. Hết rồi, sách ra giả ông đi. Hết rồi, ông mà biết. Ông mà biết ông mắng rồi. Con ơi, con xin lỗi ông, nhanh tay xin lỗi ông. Ừ, giỏi. Đây cháu không giống như bình rượu của ông hả? Cháu trai lăng xăng giúp bà nội và cái kết cứng muốn xỉu. Cháu trai lăng xăng giúp bà nội và cái kết làm bà mát lòng mát dạ. Ô Ben ơi, không được ấn mở cửa kính đâu, sao con lại tự ý mở? Bây giờ con mà tự ý mở lời này giống như quả chuối này. Đấy. Thấy chưa, kẹp tay đấy. Là kẹp tay. Con hứa mẹ là không được tự ý mở cửa kính nữa nhá. Vâng ạ. Nào. Nào. Thế này con không nghịch cửa kính nữa à? Con không tự kéo cửa kính nữa à? Rồi. Em ơi, chuẩn bị đi tắm nào. Ôi trời ơi, con thả hết bình vào trong nước khăn tắm này. Hả? Mẹ vừa mới ra lấy khăn tắm xong con lại định thế này. Mẹ nào, khoanh tay xin lỗi mẹ. Khoanh tay xin lỗi mẹ nhá, từ nay không được nghịch bỉm nữa. Nghịch bỉm ướt này, ướt này. Từ nay không được nghịch bỉm nhá. Ôi, cái bỉm này mềm mỏng và thấm hút tốt thế này. Mẹ vừa thả vào đã nặng trịch luôn. Đúng là bỉm quốc dân. Vẫn còn bẩn đấy Ben ơi, quét tiếp thôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ben ơi, mẹ có kẹo cho Ben này. À, mời Ben. Con xin mẹ ăn kẹo. Xin kẹo đi. Kẹo làm từ quả cà chua đấy. Mời Ben. Ngon không Ben? Ngon. Bác Ngô nào, cho bác cảm ơn em nhờ. Bác Ben nào, cho bác Ben đi. Rồi bác con mình Dô nào. Dô nào. Dạ. Dìa nào. Dìa yêu bà cái nào. Dìa. Ăn ăn thử cái này nào. Mời Ben. Ủa, sao lại gọi mẹ vậy? Hả? Nếp tai mẹ rồi đây này. Đau tai mẹ rồi đây này. Chạy à? Bỏ rồi chạy. Mẹ mời Ben ăn súp xê. Mẹ mời Ben. Nào con cầm là hai mẹ con mình dê nào. Dê. Dê. Mời Ben. À nào, à nào, à con nào. À. Ngon quá. Ngon nhỉ. Ngon không Ben? Ngon. Ăn đi mẹ. Con nhắm đi. Ngon thế nhỉ. Dê. À to lắm. À. À. Rồi, thế lần sau mẹ lại cho con ăn xúc xích nhá. Mẹ muốn chặt nước rồi mẹ à? Đó. À nào, à nào, à. Yêu mẹ lắm. Mời Ben. Ui giời ơi, Ben ơi, sao Ben lại trèo lên bếp như này? Nào, nên mẹ bảo nào. Bây giờ con mà muốn ăn xúc xích thì con phải bảo mẹ chứ. Chứ con mà trèo lên cao này là không tốt đâu. Nguy hiểm đấy, giống như bạn quả dưa hấu nhá. Bạn mà ở trên cao này, này. Từ nay con không được trèo lên cao nữa nhá. Bác Ngạn nào. À. Mẹ mời Ben. Mẹ mời Ben ăn cơm rồi. Rồi mời con. Quả càng to thế nhỉ, quả càng nhiều cơm thế nhỉ. Mời Ben, Ben xúc cơm ăn đi. Ui dồi. Ngon không con? Ngon. Ui. Wow. Ôi ôi, quả cam hôm nay có nhiều cơm quá mẹ Hằng ơi. Quách nhà, để mẹ lấy chổi quách nhà. Ôi thôi xong rồi. Thôi xong rồi. Ôi trời ơi. Anh em không đổ ra bao nguyên mắng mẹ. Nhanh lên. Sao đồ bộ này, sao rơi vung vãi thế? Ai làm rơi vung vãi thế này? Ai hốt mà. Em đứng dậy ba hỏi nào. Đứng dậy ba hỏi. Ai làm rơi đổ hết ra này ra đây? Ai làm đấy? Con làm à? Hay là ai làm? Có phải mẹ không? Yeah.
Nghe được chưa? Xin lỗi chú đi. Xin lỗi ạ đi. Ôi à, tay à. Bye bye, xin lỗi. Không được ném nhá.